xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Sống và đánh giặc với lính nùng sư đoàn năm bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Trần Cẩm Tường. Suốt trong trận chiến An Lộc mùa hè đỏ lửa năm 1972, Trung tá Lý Đức Quân là trung đoàn trưởng trung đoàn 7 sư đoàn 5 bộ binh. Trung đoàn này đang hành quân phía Tây thị xã An Lộc ngày 7 tháng 4 năm 72, toàn bộ đơn vị ông vào phòng thủ dòng đai phía tây nam thị xã, từ cổng Sa Cam đến cổng Phú Lố. Sau trận An Lộc, ông được dinh thăng đại tá và tiếp tục chỉ huy trung đoàn 7 cho đến khi tử trận. Khi sư đoàn 5 bộ binh rời An Lộc về Lai Khê, tướng Lê Văn Hưng rời sư đoàn, bàn giao chức vụ tư lệnh lại cho đại tá Trần Quốc Lịch từ nhảy dù sang Thì vào ngày 25 tháng 5 năm 1973 Đại tá quân bay trực thăng điều động đơn vị Lúc đó đang hành quân phối hợp với biệt động quân Để tái chiếm rạch bắp Tức sát bờ đông Sài Gòn Và ở phía tây nam quận lỵ Bến Cát khoảng 8,5 km Sau đó trên đường bay về căn cứ của Trung đoàn 7 ở Phú Giáo khi bay ngang không phận chân thành, thì trực thăng trúng đạn phòng không của Diệt Cộng từ phía tây quận Lị Phú Giáo bắn lên lúc 17 giờ 30 làm đại tá quân tử thương. Ông chết lúc 43 tuổi, được truy thăng chuẩn tướng. Ông được an táng tại Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa lúc 10 giờ ngày 31 tháng 5 năm 73. Mộ ông nằm bên cạnh mộ cố đại tướng Đỗ Cao Trí một danh tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sống cùng chiến đấu, chết cùng chôn nghĩa trang với lính. Ông gốc người nùng, sinh năm 1930 tại Hải Ninh, Bắc Việt. Ngày nay là khu vực Tiên Yên, Móng Cái, tỉnh Giáp Ranh, Quảng Đông, Trung Hoa. Ông tốt nghiệp khóa 8 sĩ quan hiện dịch, trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Năm 1973, ông thầy mất tôi được tin chảy và không biết thêm về tang lễ ở đâu vì đang lúc cùng dân chúng bình long tị nạn ra rừng lá long khánh định cư tôi chỉ gửi lời đăng báo khóc thầy trên nhật báo sóng thần mãi đến bây giờ hơn bốn mươi năm sau qua liên lạc với niên trưởng khóa mười sáu trung tá nhảy dù bùi quyền tôi mới biết thêm chi tiết về sự hy sinh của cố chuẩn tướng lý đức quân như trên một người thầy đã dẫn dắt tôi trên đường binh nghiệp ở đơn vị đầu đời là tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 sư đoàn 5 bộ binh. Nếu đại tá Hoàng A Sáng là người đầu tiên có công thành lập những đơn vị tiên khởi gốc người Nùng từ ngoài Bắc đưa vào Nam tức năm 1954 thành lập sư đoàn 5 bộ binh sau này thì cố chuẩn tướng Lý Đức Quân là quân nhân cấp tướng người Nùng hy sinh sau cùng cho sư đoàn danh tiếng này. Tôi ra trường võ bị Đà Lạt khóa 19 và xin về sư đoàn năm bộ binh, cùng sống và chiến đấu với những quân nhân gốc nùng suốt thời gian từ năm 1965 đến năm 1969 mới chuyển đi đơn vị khác phục vụ. Trong vòng 4 năm đầu đời ở đơn vị tác chiến, luôn di động hành quân qua các mật khu tam giác sắt, hố bò, bến cát, rạch bắp, bưng cộng. Lùng dài diệt địch trong các chiến khu C, tức bờ lời Dương Minh Châu. D, tức Phước Long, Bình Long, Phước Thành. Tôi đã trưởng thành trong chiến trận với những đồng đội sắc nùng dũng cảm, anh hùng trong quân lực Việt Nam Cộng hòa miền Nam. Sư đoàn năm bộ binh thời tôi đang phục vụ đã từng được thành lập và chiến đấu từ miền Bắc vào Tức năm 1954, đóng quân tại sông Mau ở Bình Thuận, chuyển quân về Biên Hòa, sau cùng về Bình Dương ở Phú Lợi, Lai Khi. Đơn vị đa số quân nhân gốc nùng này rất can đảm và thiện chiến, không theo một phe phái nào, đã tham dự nhiều chiến dịch đánh quân Bình Xuyên ở rừng sát năm 1956, từng tham gia đảo Chánh ở Sài Gòn. Ngày 1 tháng 11 năm 1961. Suốt trong cuộc chiến tranh chống quân Cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam từ năm 1962 đến năm 1975, sư đoàn 5 bộ binh đảm nhận làm lực lượng đánh ngăn chặn quân du kích Việt Cộng và quân chính quy Cộng sản Bắc Việt từ các chiến khu miền Đông áp sát thủ đô Sài Gòn. Khu 32 chiến thuật của vùng 3 là một quân khu chịu nhiều áp lực nặng nề nhất từ lúc Hà Nội chỉ thị và điều động mặt trận giải phóng miền Nam tổ chức đánh phá các khu lân cận thủ đô Sài Gòn cho đến khi bắt diệt chuyển quân chính quy theo đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam sau cùng chiếm lấy Sài Gòn. Việt Cộng rất sợ lính Nùng, một khắc tinh chống cộng của họ từ miền Bắc nên họ tuyên truyền theo dệt cho lính Nùng là tàn ác, giết người không gớm tay ăn gan uống máu. Tôi sống với đồng đội người nùng nhiều năm, chứng kiến bao nhiêu là thay đổi. Từng trải qua chiến trận, tôi rất kính phục từ cấp chỉ huy cho đến binh sĩ, đều có những đức tính như ngay thẳng, trung thành, giữ gìn quân phong quân kỹ, can đảm, liều lĩnh, tình nghĩa đồng đội khi chiến đấu, tôn trọng đồng bào ở hậu phương. Những đức tính tốt lập nhiều chiến công, tức sáu lần được tuyên dương trước quân đội lại là những chuyện không may cho quân nhân và đơn vị sư đoàn 5 bộ binh của chúng tôi qua nhiều năm tháng chiến trường tôi về tiểu đoàn 3 trung đoàn 8, được bổ nhiệm ngay chức vụ đại đội phó đại đội chỉ huy nơi đây tôi chứng kiến qua văn bản và điều động quân số anh em lính nùng chuyển đi các đơn vị khác ngoài sư đoàn tiến là lấy người làm khung cho bổ sung quân số. Ngay cả đại tá Hoàng A Sáng là người thành lập sư đoàn từ ngoại Bắc cũng đã bất mãn bỏ đi. Trong tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 chúng tôi, lính nùng không còn cấp binh sĩ, thấp nhất là cấp hạ sĩ nhất trở lên, vẫn còn những hạ sĩ quan đến sĩ quan cấp quý, cấp tá. Nhưng sư đoàn thì chưa có cấp tướng hàng tháng tôi làm phát hướng viên phát lương cho những anh em có tên lạ và rất khó nhớ như hoàng phóng hoàng a phẩu hoàng sai dến si siêu cón những người sắc tộc họ vi họ đèo họ tờ sao mỗi kỳ phát lương đều có sự chứng kiến của cấp tiểu đội trưởng trung đội trưởng đếm quân sĩ quan tài chánh kiểm soát ban an ninh ban quân số chứng kiến nên không thể xảy ra lính ma lính kiển Tức không có mặt mà lãnh lương Hay cho người lãnh dùm Bạn cùng khóa của tôi là anh Châu Minh Kiến Ra đại đội chính sau vài tháng Liền bắt chức đại đội trưởng Vì khả năng chỉ huy Tinh thần chiến đấu cao Được anh em binh sĩ kính phục Tiểu đoàn trưởng cất nhắc qua thành tích chiến đấu Chứ không phải mua chuộc. Khóa 19 võ bì Đà Lạt chúng tôi ra trường cuối năm 1964 về sư đoàn năm bộ binh. Nhiều bạn hy sinh sau vài tháng đáo nhầm đơn vị, nhưng cũng có người lên cấp bậc chức vụ cũng khá nhanh. Đầu năm 1968, Trung quý Vũ Huy Thiều, đại đội trưởng thuộc trung đoàn 7, chiến thắng diệt cộng tấn công vào Quảng Lợi, Bình Long, được thăng cấp đại quý tại mặt trận lên luôn chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 trung đoàn 8. Năm 1969, thiếu tá Châu Minh Kiến làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 8, tử trận tại Dầu Tiến, được truy thăng trung tá. Sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa tại An Lộc, trung tá Nguyễn Giang Tâm lên nắm trung đoàn trưởng trung đoàn 8 tại mặt trận. Trong suốt thời gian sống ở tiểu đoàn 3 trung đoàn 8 ở bộ chỉ huy tiểu đoàn bên cạnh tiểu đoàn trưởng là đại quý lý đức quân lính người nùng gọi ông là xám Phạc cún gọi tôi tức thiếu quý là z Phạc cún theo âm hưởng tiếng quảng đông tôi biết rõ nét văn hóa và đạo đức niềm tin tôn giáo của người lính nùng lúc nào cũng không rời ông là người lính cận dậy mang theo lá cờ đỏ và bó nhang mỗi khi hành quân người lính cờ này theo sát chủ tướng. Khi ông ra lệnh xuân phong, lá cờ tung phất bay lên phía trước. Chỉ huy lên đến đâu, lính theo cờ đến đó, không bỏ chủ tướng. Khi đóng quân chỗ có miếu tiên sư hay nơi thờ phượng, lá cờ được cắm nơi trang trọng. Nhưng hành quân đêm thì có lệ đốt nhang theo cờ, làm tôi sợ lộ bí mật ngụy trang ánh sáng ban đêm cứ mỗi tháng vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch, bộ chỉ huy có tục lệ cúng ông án, thần hộ mạng cho đơn vị, đích thân xám phật cuốn làm chủ lễ và xem cặp giò gà để biết điểm hơn xui có thể xảy ra mà tránh trước. Nhiều khi cũng có sự linh ứng bất ngờ mà tôi cảm thấy niềm tin vào thần linh đó. Làm cho lính tráng an tâm dưỡng bụng trong vô vàng nguy hiểm trước mắt họ bước chân vào trận địa Tôi chưa có gia đình Nên coi đơn vị mình là nhà Hành quân rài đây mai đó Dùng này sang dùng khác Chạm địch liên miên Phục kích đêm giữ cầu đường quốc lộ 13 Lục soát phá quỷ hầm hố địa đạo Miệt ngã ba Tân Quy Tức Tân Thành Trung Giữa đường Bình Dương Củ Chi Đóng quân ngăn chặn đường xâm nhập Việt Cộng vào Tân Thành Đông tức giáp ranh hốc môn, bên này sông Sài Gòn. Khi thị trấn thủ Phú Hòa Đông, bến cỏ sát mật khu hố bò, bên kia sông Sài Gòn là mật khu tam giác sắt. Lắc lư trên võng nằm đêm tuyến trận, đóng đồn mở đường an ninh trục lộ quốc lộ 13, hành quân vào dùng địch đóng. Chúng tôi lính hay quan đều cực khổ đời lính như nhau, chia sẻ nỗi niềm tâm sự người nùng họ có niềm tin tôn giáo thờ thánh quan âm tin vào chủ soái lãnh đạo chỉ huy giữ đạo đức làm người tốt đa số đều có gia đình nên họ mơ ước khi giải ngũ về sông mau tức quê hương thứ hai sau miền bắc hay mua miếng đất ở phương lân định quán long khánh để làm rẫy sống bình dị đầm ấm với gia đình trái với tuyên truyền của diệt cộng người lính nùng ở sư đoàn năm bộ binh không hiếu sát họ chỉ làm tròn bổn phận người chiến binh đánh giặc ngoài mặt trận cầm súng chiến đấu vì nghĩa vụ không sát hại dân lành xúc giật phá hoại môi trường sống đại quý quân rất nghiêm với lính ông cắt đặt tôi coi luôn ban năm tâm lý chiến ghi nhận báo cáo định kỳ về kỷ luật tác phong những vụ việc làm mất lòng dân thiệt hại tài sản của dân trong dùng hành quân tăng cường hoạt động dân sử dụng khám bệnh phát thuốc gia đình ông và thuộc hạ đa số ở trại gia binh Tam Hiệp biên hòa đơn vị của chúng tôi luôn học tập tâm lý chiến ngăn cấm mọi quân nhân tội cờ bạc rượu chè say sưa hình phạt nặng cho người nào vi phạm quân luật làm mất quân phong quân kỷ gây tiếng xấu cho đơn vị sau cuộc hành quân lớn ở mật khu hố bò giữa năm 1965, tôi bị thương được đưa về bệnh viện Cộng Hòa, nhận lệnh mới sang chỉ huy một đại đội tác chiến khác của tiểu đoàn 4 trung đoàn 8 Tân Lập. Giữa năm 1968, sau Tết Mậu Thân, tôi về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 trung đoàn 8, đại quý Châu Minh Kiến làm tiểu đoàn trưởng sống và chiến đấu với tinh thần chiến đấu của lính nùng. Hai bạn chúng tôi cùng đơn vị, không phút nào rảnh tay, luôn ở những tuyến đầu nguy hiểm nhất, tức tiểu đoàn làm trừ bị cho sư đoàn. Vừa mới đẩy lùi trung đoàn diệt Cộng Đồng Nai ra khỏi chỗ lẫn trốn An Sơn Bà Lụa, ở Búng Bình Dương, tiểu đoàn liền nhảy trực thăng giận vào tam giác sắt lùng địch tiếp lệnh hành quân phối hợp với Trung đoàn 11 Thiết Giáp Mỹ của Đại quý Patton. Bao dây phá quỷ hậu cần diệt cộng tại làng Chánh Lưu. Chưa nghỉ ngơi lấy sức lại thì có lệnh nhảy trực thăng vào đường mòn Hồ Chí Minh ở Bù Gia Mập. Hành quân phối hợp với tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù, phá kho lương thực trong rừng chiến khu D. Ngoài tuổi trẻ hăng hái chưa ai tròn 30 tuổi. Chúng tôi được tin cậy, giao phó cho những nhiệm vụ khó khăn đầy thách thức. Qua tài chỉ huy của Trung tá Lê Nguyên Vĩ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8, một quân nhân lâu năm gắn bó với sư đoàn. Với tinh thần chiến đấu cao, quân nhân các cấp trong tiểu đoàn, chúng tôi không làm hổ quy danh của sư đoàn năm bộ binh thời bấy giờ giật đổi sao dời vì cái số binh nghiệp. Tôi bị sốt rét rừng sau cuộc hành quân lâu ngày trong rừng Phước Long. Nên tháng 6 năm 69, được cho về Sài Gòn học khóa quân chánh. Đại quý tiểu đoàn trưởng Châu Minh Kiến lên thiếu tá, dẫn dắt tiểu đoàn 1 trung đoàn 8 chiến đấu như hổ dữ, hành quân di động lên dầu tiếng chiến khu C. Dài tháng sau, nghe tin bạn tử trận tại làng 13 dầu tiếng, được truy thăng trung tá. Tôi về đưa xác bạn lên nghĩa trang. Lòng buồn thương tiếc cho bạn đồng khóa ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, 30 tuổi. Từ ngày đó, tôi không còn sống chia ngọt xẻ bùi cùng đơn vị với anh em người nùng, với những cấp chỉ huy uy dũng như các ông thầy Lý Đức Quân, Lê Nguyên Vĩ. Trước khi xảy ra cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại An Lộc, Bình Long, tôi còn có dịp gặp lại thầy Vĩ hai lần. Ông không còn được trọng dụng, không phải vì kém tài thiếu đức, mà vì khác quan điểm chiến thuật, bị nghi kỵ phe phái, ảnh hưởng họ lê nguyên của ông, làm một chức vụ phụ tá ngồi chơi sơi nước, theo dõi báo cáo hành quân tiền phương chỗ làm việc của ông trong căn phòng nhỏ trong ti chiêu hồi của tỉnh một chiếc bàn con một cái ghế bố nhà binh để theo dõi báo cáo tình hình các đơn vị tăng phái hành quân trong dùng trong khi đó những người thay thế ông từ miền tây được đưa lên làm sao rành rẽ con cái biết đường đi nước bước chiến thuật miền đông của địch như ông ngay từ ngày đầu nổ súng từ nửa đêm ngày 4 tháng 4 năm 72, chính ông đã trực tiếp chỉ huy chúng tôi bố trí trận địa trong thị xã An Lộc. Nhưng ông không được quyền chỉ huy các trung đoàn mà ông từng nắm quân. Ông cá nhân chiến đấu khi giác M72, bình tĩnh ra trận bắn cháy xe tăng địch với những người lính cũ ngay tuyến mặt trận. Nhưng ông không được nhận một chút hào quang nào sau trận chiến đáng lẽ phải được tưởng thưởng xứng đáng. Công trạng ông bị bỏ quên vô tình hay cố ý, chỉ vì đố kỵ hay nghi kỵ nhỏ nhen. Ông không đề hà hay khiếu nại cứu xét, kể lễ chiến công, một tấm gương để chúng tôi noi theo, vì nước quên mình, vì dân chiến đấu. Đó cũng là tinh thần của lính nùng, không nề hà công trạng, mà tôi vẫn còn nhớ mãi khi đại quý quân đã có mặt, lên tận tuyến đầu ngay tại đại đội 10 do tôi chỉ huy, bị địch phục kích trong rừng dày đặc hố bò. Giữa lúc chúng tôi đang tấn thối lưỡng nan, thì ông đã có mặt giúp tinh thần binh sĩ chống trả. Đại đội chính do Châu Minh Kiến chỉ huy, đi phía sau, dòng lên bọc hậu, chỉ vài phút sau giải quyết chiến trường nhanh gọn. Giới xác địch nằm lại, và chiến lợi phẩm tịch thu. Là thuộc cấp của những ông thầy, chỉ biết xả thân cho đơn vị, cho đàn em. Chúng tôi biết ơn và ca tụng các gì đó trân trọng. Đầu tháng tư năm 72, Việt Cộng chiếm sông Lộc Ninh, quân Cộng sản bắt Việt pháo kích dọn đường vào An Lộc. Tiếng nổ dội lên đầu như bị đập búa, nhưng bỗng nghe qua tiếng của thầy quân trong máy. Tôi mừng rỡ tỉnh người Lần đó tôi mới biết Ông là trung tá, trung đoàn trưởng, trung đoàn bảy Đóng quân cùng tuyến dòng đai chặn địch với chúng tôi Ông hỏi thăm, ân cần khích lệ Ấm áp tình đồng đội trong lúc căng thẳng Như hồi tôi còn ở dưới quyền ông cùng đơn vị Mãi hơn 40 năm sau Mới biết rõ thầy tử trận Nhưng xảy ra như thế nào luôn là chấm hỏi tôi thương ông vô hạn Tiếc nhớ ngậm ngùi như mất người thân Lòng tôi càng buồn hơn Mỗi khi nhớ về sư đoàn năm bộ binh trước năm 1975 Lính nùng nhiều người đã giải ngũ hay đổi đi đơn vị khác Cấp chỉ huy chuyển đổi dùng Về chỗ mới, sư đoàn không còn thuần nhất Thay vào đó, có những cấp chỉ huy thối nát tham nhũng và tồi tệ đến nỗi họ phải kéo nhau vào quân lao gò dấp để trả nợ phạm quân luật làm nhục cho tai tiếng của sư đoàn năm bộ binh một thời danh tiếng mặc dù vào những ngày chót tướng lê nguyên vĩ đã trở lại sư đoàn vì không ai thay thế hay hơn ông nhưng đã quá trễ đại đơn vị này không còn nguyên vẹn như trước tướng vĩ còn để lại một dấu ấn son sắc cho sư đoàn năm bộ binh quân lực việt nam cộng hòa vào giờ phút chót tuận tiết giữ thanh danh ngồi viết những dòng này làm tôi càng nhớ đến hãnh diện thời tuổi trẻ đi lính gặp được những cấp chỉ huy ngay thẳng tử tế những người lính can trường đánh trận một đơn vị anh hùng lừng danh nhưng cũng thương tiếc đến đồng đội đã hy sinh ra đi không trở lại tôi muốn chia sẻ với những người lính nùng dễ thương, tình đồng đội cũ, thân mến, với những quân nhân đã từng phục vụ trong đơn vị kỳ cựu sống chết của Sư đoàn 5 Bộ Binh, lời tâm sự chân thành này. Dù ở nơi đâu bây giờ, và cũng chưa có một lần hợp mặt, nhưng chúng ta hãnh diện đã từng là anh em đồng đội sống chết, cùng chung chiến đấu. Dưới lá quốc kỳ mang danh hiệu Sư đoàn 5 Bộ Binh, lính nùng anh dũng tác giả trần cẩm tường sống và đánh giặc với lính nùng sư đoàn năm bộ binh quân lực việt nam cộng hòa bài viết đến đây là hết xin cảm ơn tác giả trần cẩm tường cũng như quý vị và các bạn đã cùng nghe truyện